Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực giữa Biển Đông đang hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Dự báo trong ngày nay và ngày mai, trên giải hội tụ này sẽ có khả năng hình thành một vùng áp thấp gây biến động mạnh trên biển. Tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực đều có nguy cơ cao, chịu nhiều tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, nên ngư dân cần hết sức cảnh giác. Dự báo đêm 20 đến hết ngày 13 tháng 7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở khu vực giữa Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét. Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và thời tiết xấu trên biển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và Kiên Giang. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn, mưa dông và thời tiết xấu trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động ứng phó, phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Và thưa quý vị, thiên tai thời tiết cũng đã gây ra một số hậu quả liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể thì vừa qua trên sông La Ngà thuộc địa phận tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận đã xuất hiện hiện tượng nước có mùi ngả màu vàng đục, khiến cho người dân đứng ngồi không yên khi hàng chục tấn cá lăng và rô phi nuôi trong lồng bè liên tục bị chết. Trước tình hình này thì cơ quan chức năng địa phương cho biết đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá để xác định tìm nguyên nhân. Đây là gần 20 lồng bè của ông Trần Cư ở thôn 5, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Cá nuôi của gia đình ông liên tục bị chết từ đầu tháng 7 đến nay, với số lượng 1.200 kg cá lăng đuôi đỏ và 150 kg cá rô phi, khiến ông rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Nuôi cá cũng lên 2-3 năm rồi, nhưng mà thời điểm này cá tôi đã chết trên một tuần lễ, nhưng không biết nguyên nhân, thì giờ chính quyền quan thiệp và giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho dân chúng tôi để có khắc phục lại hậu quả để trả nợ cho ngân hàng, như quả thiệt thòi nặng nề mà không biết nguyên nhân như thế nào, thì như chính quyền các cấp địa phương quan tâm để lo cho dân chúng tôi là nuôi cá bè trên sông. Không riêng gia đình ông Cư mà nhiều hộ xung quanh đang rơi vào cảnh tương tự. Theo các hộ nuôi, hiện tượng cá trong bè nổi bắt đầu chết diễn ra từ ngày 28 tháng 6 và tiếp tục kéo dài đến nay. Loại cá chết chủ yếu là cá lăng đuôi đỏ với trọng lượng từ 700 gram mỗi con. Số còn lại là cá rô phi mới được thả nuôi 10 ngày. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 3,7 tấn cá lăng đuôi đỏ và hơn 3 tạ cá rô phi chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của 5 hộ nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà. Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng xã La Ngâu, huyện Tánh Linh đã tiến hành lấy mẫu nước cá để xác định tìm nguyên nhân, đồng thời có báo cáo nhanh đến các ngành liên quan. Thưa quý vị, sáng nay một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 34 qua địa phận của tỉnh Hà Giang. Đất đá đã vùi lấp chiếc xe khách 16 chỗ, làm cho nhiều người thương vong. Và ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tập trung cứu hộ, cứu nạn. Vào khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ thành phố Hà Giang, Bảo Lâm, Cao Bằng thì bị đất đá sạt lở chen vào. Sau đó nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá ụp xuống, vùi lấp nhiều người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến 13 giờ chiều nay, cảnh sát đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại đang bị vùi lấp dưới đống đất đá. Thưa quý vị, trong đêm ngày 12 tới sáng 13, tỉnh Hà Giang đã xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, khiến cho mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực đạt trạng thái bão hòa, gây ra sạt lở đất đá và nguy cơ lũ quét sạt lở đất cục bộ trên các khe suối nhỏ, nơi có địa hình sườn dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, số liệu thiệt hại về người là 15 người, trong đó có 12 người thiệt
trong đó có 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Thiệt hại về nhà ở có 3 nhà tại huyện Xín Mần. Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản có một bể cá tầm bị vỡ, cá cuốn trôi trên 1,5 tấn cũng tại huyện Xín Mần. Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở không lưu thông được, trong đó có quốc lộ 34 tại địa phận xã Yên Định, huyện Bắc Mê và tỉnh lộ 178. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ và liên tục tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại. Trước tình hình mưa lớn gây sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông cũng như là gây thiệt hại nặng về kinh tế, tỉnh Hà Giang đã tập trung nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục hậu quả. Thế nhưng do sạt lở quá nhiều và vẫn còn tiếp tục nên việc giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong một đêm, tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại cho hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 4 thôn vùng cao, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên bị cô lập. Tuyến đường này chỉ dài khoảng 5 km. Nhưng có tới gần 30 điểm sạt lở lớn nhỏ với hàng nghìn khối đất đá ngổn ngang. Chúng tôi cũng đã phát huy cái 4 tại chỗ, huy động bà con nhân dân để khắc phục tạm thời. Ngoài ra thì đối với những cái khu vực sạt lở lớn, cái khối lượng đất đá lớn thì chúng tôi cũng đang huy động các cái phương tiện, máy móc, rồi xe ô tô tải để kịp thời khắc phục để sớm có thể là thông được các tuyến đường. Mưa lũ đã làm hàng nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường đi các huyện vùng cao nguyên đá. Quốc lộ 34 từ Hà Giang sang Cao Bằng, tỉnh lộ 177, 178 đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần. Nhiều tuyến đường từ huyện xuống xã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ, gây tê liệt giao thông tạm thời. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đá để có phương án xử lý và phân luồng giao thông an toàn. Các cái tuyến đường giao thông đi từ huyện đến trung tâm các xã thì hiện nay là đã có một số tuyến thì đã bị sạt và sạt phần tạ ly âm và đã sạt đến giữa tim đường. Thì huyện cũng đã dùng các cái biện pháp trước mắt là để khắc phục đào và kè để cho đảm bảo đường lưu thông đi lại. Ngoài ra thì trong thời gian lâu dài thì huyện cũng bố trí các cái nguồn kinh phí phù hợp để đảm bảo, để xây dựng, để đảm bảo cho lâu dài. Pháp thì cũng chỉ là cố gắng huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để giúp hót sạt thông ban đầu đã, chứ còn giải quyết hậu quả sạch toàn bộ thì cũng phải có một thời gian. Và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuẩn bị ban bố lệnh khẩn cấp. Khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp rồi thì huy động toàn bộ nhân lực vật lực tại chỗ của các địa phương. Hiện giờ thì các huyện cũng tập trung chủ yếu là để thông đường. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang vẫn đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao, xây dựng các phương án kịp thời xử lý nhằm duy trì giao thông thông suốt và an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần giữ ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.